Chị thích cho chị với chị lấy cái chiêu vòng cá ly với lại vòng bồ ly nhầm nào, hoặc là vòng bồ ly về ba loại luôn đi. Một cái vòng cá ly á là nó vừa về tình cảm với lại tiền tài luôn, còn vòng bồ ly nặng ngọc thì nó mạnh về tình cảm tiền 30%, còn vòng bồ ly vàng thì nó mạnh thêm về tình cảm thôi, hiểu không? Mày có sai không? Tôi nghĩ là sẽ chuẩn cái gì để bước qua ban đầu cho chị Hương coi chị. Cái vòng này nè là về cả tình cảm và tiền, còn vòng này thì 70% tình cảm, 30% tiền, cái này là 100% tình cảm. Chị không đeo bất cứ cái nào hết, chị bỏ nhỏ được không? Được, đâu bắt buộc phải đeo đâu, mình chỉ cần có trong người mình thôi. Đúng rồi, chợ về tình cảm trai ra khi mà chị giữ nó kiểu như còn khá mạnh hơn. Cái người hổ cho kỹ có gì đâu, nhưng mà ví dụ mà chị đã có cái này là do tiền rồi thì chị đâu cần thiết cái chủ để cái chiên không thích tiền nhiều. Đúng rồi, đúng. Phụ má gặp như em mà chị thì em rất là chí chị. Em hỏi thiệt, giống như em bây giờ mà em có trong người em một mình em là gần 30 cái phép. Là mà em cứ đi qua bển mà có phép mới là em lấy nữa. Em cứ đi qua bển mà có phép mới là em lại lấy nữa. Tại vì em muốn em giàu hơn, em muốn em tiền nhiều hơn, chứ em đâu có muốn em gì lớn, không có đi lấy đâu chưa. Trời, giờ đi hả? Phép mà. Thôi nói nghe, ở nhà ăn luôn đi, nãy giờ đi đâu vậy? Đó. Sao nãy giờ kêu đi lấy đồ mà hỏi gì đâu đi Hùng ơi. Má ơi, nãy giờ con nói thiệt, con có nói giỡn đâu. Ông xã chị là ông xã chị nè. Rồi còn mấy con chị bây giờ chị đang cần về tình hay là tiền? Lấy cái này đi, cái này đẹp mà. Không đeo để trong giỏ thôi. Cái này là về cả tiền và tình luôn, rất là mạnh, mạnh nhất trong ba cái dòng này luôn. Mạnh nhất cái mã này luôn hả? Vâng. Nó là mình hết hồn. Mình xuống. Hỏi viết rối, nhỏ rối luôn. Hỏi viết rối. Hỏi hồi khùng luôn á. Hỏi đeo dài đi. Vậy nè. Cá là tiền, hồ ly là tình cảm. Dạ má. Mà lên trước con coi nữa đi. Cái vòng này 950. Còn vòng này thì là 700, vòng này 700. Đẹp mà. Trời ơi sao mà gọi là dễ thương. Không có nhưng mà đẹp. Nhưng mà đồ bên em là đặc biệt không kiêng kỵ về mạng. Rồi, cho thì cái phép 5 vòng nữa với chị. Thì nó hợp với chị. Nói chung là những cái phép này đều là phép trắng đó, nghĩa là khi chị sử dụng nó trợ lực cho mình mạnh thêm, chứ nó không có bùa ngải không hại mình. Em có rất nhiều khách đi chấm nốt ruồi ở chỗ khác, xong rồi họ chạy qua đây đi sửa. Tại vì họ bị tư thôi, chấm không đúng mực. Nhưng mà em đã chấm chị mang cái này thì nó kéo hai này lên cũng đỡ đúng không? Đỡ thôi, nhưng mà nếu muốn nó may mắn dữ là phải mất hai trăm đúng không? Bà này mất được. No no em, mẹ nó giả. Trời chắc tôi chết quá, con làm cho bà mà má này hiểu má không hiểu, chị giải thích lại cho bà coi. Thôi có chị về chị giải thích cho em. Em chết với chị quá à. Vậy chị lấy cái nào? Cái này đúng không? Bé ơi, bé Hoa. Dạ. Ra review cho chị Hương nè. Review đi, chị đọc cho. Hai mẹ 5 vòng. Một chồng, một phép đen 500. Trời, phụ nữ phải có tiền chứ. Nói em nói thiệt, chị phụ nữ không có tiền sao mà sống. Chị nhìn thằng đàn ông có chị có no được qua ngày không? Chính xác. Không, mà đúng rồi, bà có tiền cũng có tình với chị. Vì mê trai, nhưng mà bây giờ bà có thích nhìn thằng đó, bà cạp nó, bà ăn hay bà làm gì giờ? Thì bà phải có tiền, ví dụ như mình không muốn kiếm tiền, mình cũng phải thỉnh cái gì cho nó trợ lực, cho nó kiếm tiền để nó nuôi được mình. Hai cái là mẹ 5 vòng. Hai mẹ 5 vòng là một cái 900. Cái này nó có 18, vòng chồng một cái. Vòng chồng một cái 600.